À, hôm nay mình trên đường đi anh Hảo nha, anh Hảo ở Tuốt ở Tây Ninh luôn, đi ké chị Thủy xuống dưới chơi. Hy vọng có clip hay quay cho bạn xem. Anh Hảo này sưu tập nhiều gu đẹp, anh là một người tâm huyết, theo mình biết là nhất nhì rồi, nhất nhì ở Tây Ninh là không biết có ai hơn ảnh không nha. Nhưng mà còn nhiều đại gia nữa, có nghĩa là nhiều người đại gia núp thì mình không biết, nhưng mà theo mình trong đầu mình biết á, thì anh ở Tây Ninh là anh Hảo là chơi dữ rồi luôn, ngoài dữ tới đâu nha, bạn coi clip coi dữ tới khi nào, dữ tới đâu. Rồi let's go. Đúng là 3 tiếng đồng hồ luôn nha, 3 tiếng đồng hồ ngồi xe. Ồ, ông chủ nè, chủ xe gấp đi chứ. Rồi tới tìm anh Hảo rồi nha. Ôi còn cái giường này, cái chạy đã không, rồi đếm sơ sơ coi nhiêu chuồng à, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ôi đằng sau nữa quá trời chuồng luôn. À, chuồng này không có, chuồng này không có bếp, nhưng mà chuồng dưới nữa là nuôi nhiều lắm, mỗi một dãy chuồng luôn. Mà mình nuôi gì nè, để hồi để anh dẫn đi coi đi nha. Rồi để chủ nhà dẫn đi tham quan đi. Để anh Hảo chẳng nhiên tham quan đi. Nuôi toàn rim với rết không à. Rồi nữa. Này hai bồ hả? Này hai bồ. Hai bồ này mình nuôi nhỏ lớn không anh? Không, lúc mua là mua 1 mét. Còn mấy con cái này, mấy con cái hết nè. Là mua rồi để ra hai bồ á. Rồi mình để chung nó, mình phối lại ruột với nó. Đúng rồi. Ghét hết hai bồ. Em thấy anh lót sẵn đứt này để con cái mà nó đẻ là vô đẻ luôn. Đúng rồi, đẻ vô đẻ luôn. Khỏi cần mình bắt ra. Đúng rồi. Coi như là anh để tự nhiên luôn á. Bộ này làm hippo, bộ này red albino. Đây là cái ô red albino. Vậy là con ghét này cũng hết luôn. Đúng rồi. Quá. Này con này con ghét. Này con ghét Albino. Ồ chuột mình chán không? Chuột này cao hơn mình luôn, phải là 2 mét mấy. Để nó làm cái đế để vệ sinh nè. Nó con cái vô bắt đầu tập cào cào rồi, thấy mấy cái cũng bụng ứng hết rồi. Con này với con đỏ với con này, là ba con trên này là hết albino rồi. Đây anh có con giống albino này đẹp quá, mình mở ra được không anh? Đó albino đẹp chưa, này chuẩn luôn, vừa nè, con gà nó vừa nè, này chuẩn hàng luôn. Ồ, một ông vua mà nhiều vợ quá. À nào? Hàng thí. Phối cho phối tha hồ luôn. Đây là hippo. Đây là hippo hết tê á. Hippo hết albino tê. Ồ cái màu nó sáng rồi ha. Ồ cái màu nó sáng rồi. Vàng. Bụng vàng. Đúng quá. Nó sở hữu được cái đầu bạc của con này. Nhưng mà có con bụng nó trắng, nó vàng vậy xong nó trắng.
Còn con đó thì cần vẫn giữ được màu xanh. Dạ. Yeah. Bây giờ chia ra để mình muốn giữ được cái gen nó tốt đúng không? Ba em đó là phối gen này. Đã chưa? Màu. Thấy được. Anh dành che bớt nắng rồi nha, hình ra là cái độ sáng của nó chưa đạt cái chuẩn nha. Anh che. Anh chị nó mát. Cái nắng trưa này là gắt lắm. Này đẹp quá. Cái màu này sáng quá. Đám bé bi này của mình hả? À, anh Hảo tự ấp ra luôn nha các bạn. Đẹp chưa? Em hát gì? Này là hơi bô á. Dạ, đào rồi. Ồ. Đúng rồi, phải ra nắng nha các bạn. Nên để trong mát thì nên nhìn trong ga. Nè các bạn thấy là con nghi gùm nó ra nắng rồi, nó ra cái màu thiệt của nó nè. Đó, đã chưa? Thấy bồ không? Này. Bụng màu xanh của nó là xanh như xanh bơ kìa, màu bơ nhưng mà. Đâu đã. Mặt này các bạn thấy rõ hơn nè. Đó. Nè từ não hấp ra luôn. Cái này của rồ hàng Thái. Ồ, của rồ. Hàng Thái. À, mình nhìn con Google nó cũng mà nó khác là anh để ra nắng. Để cho anh Thảo đem ra nắng cho bạn xem phân biệt nè. Ra nắng là rõ nhất nè, thấy chưa? Đó, em Google bên phải em Google nha. Là con này mình nhập thêm để đấy để mình làm. Đúng rồi. Càm sáng luôn nè. Ở nhà sinh sản ra thì vẫn phải đi mua thêm. Để em mốt nó phối với bầy của mình nó không trùng huyết. Bạn Hảo chỉ nói nha, cái con của em nó vẫn đỏ. Đúng rồi. Đỏ hơn con thầy luôn. Bởi nó khỏi mẹ vậy, dẫn xuống. Ở ngoài dọn này yếm bung ra đẹp quá nè. Yếm bung đẹp quá trời. Con bữa em chừa á, màu cũng đỏ, em xem cho em con này nè. Như cái chuồng này em thấy anh làm cũng có mình cũng có tính tới cái vệ sinh nè, làm cái chân cao này vệ sinh cũng dễ. Cái lưới chuồng gà này cũng thứ nhất là kinh tế, thứ hai là nó cũng dễ vệ sinh, với lại nó cũng khó lọ lâu hơn cái bền. Một cái chuồng này làm khoảng 1 triệu. Một triệu là 2 ngăn luôn, là một cái nè, một cái đơn như là một triệu cho cái bự vậy là cũng kinh tế cũng rẻ chứ. Nếu mà không có không gian thì mình làm thêm với này cái. Đúng rồi. Bắn lưới vô cái rồi. Kiểu như em ở nhà là em cắt mặt đất có gang tay thôi. Đó, anh làm tới cái này là inox luôn. Đẹp chưa? Anh lót bằng cái vỉ nhựa này thì cho dễ đi, nó không bị dướng móng, nó không bị lỗi móng. Chừng cái khe này, cái khe bản thân cái khe này có hơi to ra là nếu mà cái chân con nghi gu nó sẽ chọc xuống. Không chọc xuống được, mình có cái đáy nè. Đáy này lót xuống không. À, anh lót ở dưới luôn. Đáy nhà không có tại mình nuôi ngoài trời nó rớt xuống. Cái này là anh thiết kế riêng để anh nuôi luôn. Hảo này đam mê dữ lắm. Giới thiệu các bạn về cái thùng ấp của anh Hảo nha. Anh làm một cái thùng này là để chiên ấp trứng luôn. À, bên đề kia là có nhiệt độ, có máy chỉnh nhiệt độ. Đó. Nước nè, tạo độ ẩm nha, tạo xương. Cái đồng hồ đo nhiệt thì em cũng hình dung rồi. Em không ngờ anh lại tới nỗi anh chơi cái đo nhiệt độ này luôn á. Cái này quá lố rồi đó nha anh. Nha anh vừa phải đó nha anh nào. Ăn tiền cái là cái màn hình này bác các bạn. Ồ, anh lấy cái hình mát anh cắt vô nè, dễ sợ không? Không có gì ngoài điều kiện. Còn nhận ngon. Quá ngon. Giữa nhà anh Hảo không? Ngọt. Ngọt, đổ ra miếng ngọt uống. Bỏ đường luôn vậy đó. Ngọt tự nhiên luôn. Anh Hảo có bón phân nghi gu rồi. Anh Hảo? Bón phân nghi gu vô. Anh bón phân nghi gu vô phải không? Cuối quay thấy
cực luôn sao. Nó quá sáng đó. Ra đây ngược sáng đó, tối. Đó, quá đẹp. Thường anh Thảo lấy nhiều tiền kiểu. Rồi ba giây quảng cáo nha. Các bạn nào ở Ngô Quyền, Long Khánh, Thành Nam, Tây Ninh, ghé anh Thảo nha. Anh Thảo có bán iPhone, sửa điện thoại, tất cả các loại luôn. Rồi nha, công việc là chính là quay xong rồi nha. Dạ. Bây giờ qua công việc phụ đó quan trọng hơn. Vô. Cái bốn này là bò xào mì nha, không có gì xào bò nha. Này dịp đủ mới nha, đem lực lên. Bò nhiều hơn mì. Trời ơi, bị kiện luôn á. Trời đất ơi, quá trời ở trong nè, trong có bò luôn nè. Mì có sao tiết kiệm mì dữ vậy? Bò có quá. Đúng không? Làm gì thấy được. Vô, mời anh chị. Mời mọi người. Vô. 1, 2, 3, vô. Rượu này nó yếu quá, uống không dính đâu. Ra nghe mặt em phải uống. Đó, đâu phải đâu tự nhiên lấy máy đâu. Làm chứng. Cũng chưa tươi lắm. Anh không uống rượu được nha, mà anh uống vậy là giỏi lắm rồi đó. Mình không uống rượu được mà. Em muốn trà đá quen không mà, em không uống được cái này nó lạ, sao nó thơm thơm kỳ kỳ. Anh Thảo là người uống rượu quá. Anh không người uống rượu à? Anh uống rượu tây thì có. Ồ, trời ơi, ngon không? Mình thử rượu tây không à? Chừa trái. Chừa trái mới. Cái gì tốt. Hơi xỉn nha các bạn. Rồi, kết thúc clip nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Ủng hộ mình bằng cách like, share, subscribe. Thương anh Hảo. Đăng ký kênh Thương anh Hảo nha. Cảm ơn các bạn. Kết thúc clip nha. Bye bye. Anh Hảo luôn. Đăng ký kênh Hảo luôn. Có anh Hảo có cơ. Quá ngạc. Giới thiệu cho tôi anh Hảo. Làm gì có đâu. Có anh có tên anh quên luôn đi.